Rồi, xin chào tất cả mọi thủ nha, Bắc Trung Nam đã quay trở lại video ngày hôm nay. Video này video ngày 26 tháng 9. Thì video đến tổng cộng bên đây có 26 mẫu cần và hai con máy và một số cước như này. Cước đây qua và cước Nhật nha, trong này cước này thì giá rẻ cho mình thôi. Cước thì cước nhỏ. Ở đây thì giới thiệu những con máy nhỏ size nhỏ tầm 1.500 đây qua và con máy nhôm của Shimano, size lớn, bánh lục, cụ ngâm. Một số cần thì có ISO khoen nhỏ và khoen lớn. Những dòng hay da, cần lục thì sẽ có dòng từ cứng từ 20 cho đến tầm khoảng 30 nha, cần dây trong, cần lô. Máy đứng, máy ngang, cần cắm gốc. Một số cần lô thì sẽ có cần máy đứng cứng cao như này, cứng cao và cần zip cầu biển, một cần một khúc, một số 2-3 khúc cho mình cung ngâm lan xe. Độ cứng ra cho mình tầm khoảng từ 30 cho đến vào 200 nha, rất là cứng. Thì em sẽ báo rõ tình trạng chi tiết tất cả sản phẩm ở đây, anh em lưu ý xem kỹ nha. Hàng chốt đơn liên hệ trực tiếp là Duy 0923 534 779, Zalo và số điện thoại cho mình. Thì ship code toàn quốc 30.000 một đơn, anh em lưu ý hàng đến mình nhận hàng đúng kiểu nha, được kiểm tra trước thanh toán. Thế sẽ lên cho mình mà mẫu số cước trước đây. Cước này thì cước của Daiwa nha. Cước Daiwa thì em chỉ còn cho mình để có là hai size nha, size 1 chấm và 1 chấm, thì ở đây sẽ có cho mình hai màu. Một màu là đỏ sẫm này, màu xám đây này, và một màu là màu trắng nha. Đây, tổng thể thế này, có hai màu cho mình. Thì cước này cước 1 chấm, một cuộn là 100m nha. Thì 50.000 một cuộn cho mình thôi. Giá tốt nha này. Ship là 30.000 một đơn. Đây, cho mình câu tay. Thì cước 1 chấm này là tại cá được á là 4,7 kg nha này. Có hai màu. Cước là 0.165mm. Đây. Còn cước ở đây thì là cước 2.5. 2.5 thì còn một số một vài cuộn thôi. Cuộn là 50.000 một cuộn, dài 100m. Thì cước này là 0.265mm, tại cá mắt là 7,1kg. Đây, cước màu trắng cho mình. Đây, 50.000 một cuộn nha. Rồi, cước thì đây sẽ có một cuộn cước. Cước này thì cước của dòng Kinline nha em, của dòng tia chớp Nhật này, Made in Japan. Thì cước này thì chung là giá từ 130-140.000 cho mình. Thì cước em bán cho mình là 100.000 một cuộn nha. Cước này thì là 300ID, là 272m, 273m. Tính theo mà bên Nhật thì là ID, còn Việt Nam là mét nha. 300ID tầm khoảng 27-27m cho mình. Thì cước này là 0.3mm, tại cá 6,8kg. Cước này thì anh em mình câu máy hoặc mình câu tay được nha. Cước này rất là ngon. Trong cước này thì cái màu của nó thì màu xanh. Nó dạng cước tàng hình như mình đây. Đây mình câu ao sông hồ sổ hối tượng tự nhiên được này. 100.000 một cuộn nha. Cước tia chớp Kinline. Máy thì sẽ có cho mình hai con máy. Ở đây có một con máy mini. Con này thì máy mini của Daiwa. Cho đây mình câu bè, câu lưu nha, rất là nhỏ. Con máy này của dòng Daiwa, dòng Regen S. Size con này là size nhỏ nha này. Size con này chỉ có là 1.500 thôi. Đây 1.500 nha. Đây Regen S 1.500. Size nhỏ cho mình. Thì hàng của mình là Thái Lan xuất thị trường nha các em. Đây Made in Thái Lan. Đây tổng thể thế này còn đẹp nha. Toàn thân carbon và lô cước bằng hợp kim, thì tổng thể sẽ có một ít cước sẵn từ bên Nhật về thế này. Đây qua đây thì nó sẽ chỉnh côn như này. Đây có chỉnh côn đầy đủ nha, có số hết. Đây, 1-10 đầy đủ này. Lấy gà, lô cước này. Gà cước nha. Và còn là cước thì vẫn còn rất là mới. Còn là cước lỗ rất là rộng cho mình. Thì con này đổi tay trái phải được nha. Một chiều sẽ tiến ra nha. Đây. Đây. Máy mượt như này. Mấy con này thì hàng mới về thì anh em mới về mình chêm ít dầu mỡ vào nó sẽ không bị sao cho mình. Đây. Dùng máy lâu ngày á thì nó không ít tiếng dầu mỡ thì mình cứ bỏ vào lại thôi. Con này thì mã số 1 đối với máy, giá là 300 nha anh em, 300.000 ạ. Số 2 thì con máy size lớn hơn, con này thì của Shimano. Con này thì máy lớn, con này thì máy nhôm như này. Con này máy của dòng Shimano, dòng MiZ 3000, Creator là 4.8.1, máy nhôm. Xác thật con này thì rơi cho mình tầm khoảng từ 7-8.000 như này, size lớn. Đây máy nhôm nha, nồi lùm cối đá. Thì lô cước bằng hợp kim sẽ có cước sẵn ở đây. Đây tổng thể từ tình trạng nó bị xây xước nha. Nó bị xước xây sơ tới đây. Hàng của mình là Japan, nội địa Nhật rồi. Còn mình mã số 2 giá 500.000. Đây tổng thể nha anh em. Thì gạt cước này. Đây rất là nhẹ nha. Lô cước này. Còn lăn cước thì vẫn còn mới. Đây lăn cước như này. Con này thì đổi tay trái phải được. Thích hợp mình câu ngâm, câu lăn xe. Con này máy mượt nha. Một chiều này. Đây một chiều có tiếng ra nha. Mới được rất là tốt, chúc chặn hai chiều ở đây. Mấy con này thì nhưng là anh em mình câu ngâm, câu lăn xe đánh lộc được nha. Không quan trọng ngoại hình thì con này còn rất là mượt, đổi tay trái phải được. Mã số 2 đối với máy, giá 500.000. Tiếp theo thì đây sẽ có 26 mẫu cần. Mã số 1 thì đây sẽ có một con cần rút, con này độ dài 27, độ cứng 15. Cho nên mình câu ngâm, câu lăn xe hay mình câu lô rút đều được nha. Khoen là khoen Fuji loại xe đá xám, ngọn con này thì đo cho mình là ngọn 2 ly nha. Đây ngọn 2 ly. Ngọn sẽ có một này, đây và hai khuyên chạy. Phục carbon shock vân. Mấy con này mình công ngâm của lăn xe, cứng 15 thì nó đưa cho mình tầm khoảng ML,
đối với cần lưu cho mình thôi. Và rất là nhỏ nhẹ nha. Bắt gặp Fuji F6 trọng lượng là 190g, mã số 1 đối với cần, giá 550.000, 550 nha. Mã số 2 thì một con cần ISO khoen nhỏ, con này thì của hãng Daiwa. Con này của dòng là Daiwa dòng Dynamic nha em, độ dài là 5m3, độ cứng 3. Đây còn có ra xuất thị trường Nhật này, có cái tem vàng để bị xước rồi. Đây con này thì phối cần là phối hai da toàn thân này. Dàn khoen là dàn khoen Fuji loại xi đá xám. Con này nó đã hạ ngọn như này, 5m3. Nó hạ cho mình 20cm rồi, hiện tại là còn 5m1 thôi. Thì ngọn sẽ có 1 này, đây và 2, 3 khoen chạy nha. Đây ngọn nó hạ cho mình rồi, hiện tại cái ngọn nó hơi ngắn xíu. Hạ 20cm, anh em lưu ý nha. Cái lóng thứ hai là carbon xoắn vân, giống lóng 1 luôn. Còn tất cả các lóng còn lại dưới đều là hai da này. Đây carbon xoắn hai da nha. Đây, tổng thể thế này. Nước sơn thì lâu ngày nó bị nổ nha, nổ lớp bóng 2K ngoài á. Đây, nó có nhiệt cho nhám nhám nha. Anh em lưu ý nha. Tình trạng con này thì nó hơi cũ nha, rơi cho mình tầm khoảng vào 85% thôi. Đây. Đã được hạ ngọn phôi hai da. Con này mà hạ cần tay xuống thì nó sẽ rơi cho mình tầm khoảng vào 4-5H cho mình. Thì khoen lớn, khoen nhỏ con này thì bắt đầu phát vặn nha, Fuji FS D22. Trọng lượng 190g, mã số 2, giá 700.000. Mã số 3, thì sẽ có một con cần ISO khoen lớn. Con này ISO khoen lớn của hãng Nissin như này. Đây Nissin nội địa Nhật nha. Độ dài cần là 5m3, độ cứng là độ cứng 3 nha. Cứng 3, tình trạng con này thì bị xước sơn như này, bị xước sơn lông gốc này. Đây, Nissin đều là hàng nội địa rồi. Dàn khoen Fuji, loại xi đá xám. Con này thì ngọn cần cái đo cho mình là ngọn tầm khoảng 1.8 ly. Ngọn sẽ có 1 này, đây và 2 khoen chạy nha. 1, 2 khoen chạy cho mình. Phôi con này là phôi carbon xoắn vân, toàn thân. Đây, 5m3, độ cứng 3. Tình trạng cần xây xước, theo cái định mình giá thoát thôi. Con này để cho mình giá là 500 ngàn nha. Đây, 500. Tình trạng cần có xây xước nha. Đây, xước sơn thế này. Đây, xước sơn cái này. Nó trong xước sơn nha, nó không ảnh hưởng đến phôi, không dập không bể cho mình. Khoen pad Fuji hết, lọ xi đá xám. Trọng lượng cần cân được là 310g, mã số 3, giá 500 ngàn. Nissin ISO khoen lớn. Mã số 4. Số 4 đối với cần thì sẽ có một con cần ISO khoen lớn cho mình luôn. Con này thì độ dài cần 5m4, độ cứng 3 của hãng Mastad như này. Đây của dòng Mastad. Mastad là đa số là hàng nội địa nha này. Nội địa Nhật và hàng Korea, con này thì hàng nội địa cho mình nha. Khoen Fuji loại xi đá xám. Con này độ cứng 3 5m4. Thì ngọn cứng đo cho mình là ngọn 1.5 ly thì nó sẽ có 1 này. Hai khoen chạy nha. Còn nước sơn nó còn rất là đẹp này. Đây tổng thể thế này. Đây, cần đẹp và sáng nha. Con này hầu như không có xây xước cho mình luôn. Đây, con này đẹp và con Nissin rất là nhiều. Đây, đóng xi-mi chống nổ đầy đủ cho mình. Tình trạng cái lóng gốc thì nó bị xước ra một xíu thôi. Đây, sơn ngoài thôi. Còn cái lóng lại thì ok hết. Mấy con này thì hạ tay tầm khoảng vào 4H đổ lên. Trọng lượng thì cân được là 400g, mã số 4, giá 700.000 nha. Bắt gặp bắt vặn Fuji DPS Mustard. Mã số 5. Số 5 thì sẽ có một con cần ISO khoen lớn cho mình luôn. Con này thì nó sẽ cứng hơn. ISO khoen lớn carbon, độ dài cần là 5m4, độ cứng 4. Con này độ cứng 4 nha em. Hàng có bên là nội địa Nhật nha. Đây tem vàng đầy đủ. Dàn khoen cũng là khoen Fuji này, loại xi đá xám, khoen lớn nha. Ngọn cần thì đo cho mình được là ngọn 2 ly, cứng 4 thì dạng cứng rồi. Anh em về mình hạ bất lóng ngoài mình làm cần lưu pad cũng được này, lưu lock nha. Phôi con này là phôi carbon xoắn vân toàn thân như mình. Đây. Tình trạng thì vẫn còn ok, tầm khoảng 90%. Con này thì mình đánh lục đầu cần, mình cung ngâm cô đơn, đánh chép là được nha. Đây, tổng thể thế này. Hàng bãi thì tình trạng không tránh thì xước cho mình rồi. Khoen pad Fuji, bắt đầu bắt gặp Fuji F7. Trọng lượng cần thì cân được là 410g, mã số 5, giá 700.000, 5m4 cứng 4 nha. Tay cầm thì nó được cuốn chỉ và dây mây, nắp chụp sơ bằng inox. Trông cũng chắc chắn. Số 6 đổ lên thì sẽ có 3 con cần lọc, độ cứng lần lượt như sau. Số 6 thì sẽ có một con cần lọc của dòng He Power, con này dòng là Twin nha em. Độ dài là 405, độ cứng là FX. FX thì nó mềm nha em, cứng tầm khoảng 20. 20X thì anh em mà đánh lục á, tầm khoảng từ 15 mét độ lại thôi. Đây của Shimano, hàng nội địa Nhật nha, tem vàng. Nắp chụp con này thì xoáy bằng nha em. Đây, bằng gỗ nha. Cực kỳ chắc chắn này. Đây. 405 độ cứng 20 thì con này nguyên cái dàn khoen của cần á, đều là dàn khoen full xích hết. Con này thì phải đánh đầu cần như này, gần bờ này, cô ngâm cô đơn. Ngọn con này thì ngọn nhỏ. Ngọn cần thì đo cho mình được là ngọn 2 ly thôi. Thì cái đầu bu xích cho mình đây. Thì con này cái ngọn của cần á là carbon xoắn vân, ngọn sẽ có 1 này. Đây và hai khoen chạy nha. Trừ lóng ngọn carbon xoắn vân, còn tất cả các lóng còn lại của mình là phôi hai da. Đây, cần còn rất đẹp nha. Và dàn khoen của mình là dàn khoen full xích hết. Đây. Đóng xi-mi chống nổ đầy đủ.
Mấy con này thì mình đánh đầu cần gần bờ, gãy đôi đầu cần thôi nha anh em. Anh em muốn cứng hơn á, thì lấy tầm khoảng C nha, hai con sau. Đây khoen xích hết. 405 bắt gập Fuji F7, trọng lượng trường là 340g, mã số 6, giá là 1.800.000. Mã số 7 ạ. Số 7 thì sẽ có một con cần lộc, con này thì cần lộc của Si cho mình. Con này cần lộc của hãng Shimano nha, con này có dòng là Spinjoy. 405 CST, hàng China xuất Nhật này, có mã code và tem vàng đầy đủ nha này. Những cái dòng mà thì mua cái hàng Nhật hết, những dòng thì đa số xuất thị trường Nhật. Xuất thị trường Nhật thì nó sẽ khác với những dòng xuất thị trường Việt Nam cho mình nha. Anh em lưu ý. Dàn khoen Fuji, đây loại xin lá xám, 405 CST. Ngọn cần thế đo thì là ngọn 2.6 ly. Con này thì phôi carbon xoắn vân này, toàn thân nha. Ngọn sẽ có một này. Đây và hai khuyên chạy cho mình. Mấy con này thì đánh lộc ra cho mình tầm khoảng từ 35m, độ lại là vừa. Cần rất đẹp nha. Đánh bạc bãi bạc biển, cần rất là mới, đóng semi chống độ đầy đủ này. Đây. 405 dòng CST, khoen pad Fuji xin lá xám, bắt gặp Fuji F7. Trọng lượng cân thì cân được là 420g, mã số 7, giá 1.600.000. Mã số 8. Số 8 thì sẽ có một con cần lộc, con này của Si luôn. Con này thì có dòng là Sud Leader nha anh em. Đây con này có dòng là Sud Leader FV 425, được cứng là CST, hàng China xuất Nhật luôn nha, có mã code này. Đây và tem vàng đầy đủ, tình trạng con này còn mới, tay cầm thì được bọc da. Thì con này pack có là pack đời cao nha anh em, NPS 7 cho mình. Thì những con này thì giá cao, hàng VIP hơn thì nó sẽ có nắp chụp kèm thế này, nắp chụp zin nha cần nha. Đây nó cứng. Dàn khoen của cần là dàn khoen full xích nha. Đây dàn khoen full xích. Con này thì ngọn cần thì đo cho là 2.5 ly. Đây phôi carbon xoắn hai da này, ngọn con này thì có định vị hết. Đây có định vị khoen nha. Con này thì cứng hơn, đánh tầm khoảng từ 35m 4m đổ lại là vừa. Phôi fit còn rất là mới, nước sơn màu đỏ. Mấy con này thì anh em biết rồi. Giá thị trường thì nó là cho mình tầm khoảng từ 2 triệu, 3 triệu hay 3 triệu rưỡi là hàng cũ nha này. Các xấu nó bán á. Bây giờ thì bán giá tốt hơn, giá là 3 triệu cho mình nha. Đây, cần lộc Shimano. Tất cả dàn khoen full sheet hết, bắt gập cho mình. Trọng lượng cần là 430g, mã số con này là mã số 8 nha anh em. Giá cần là giá 3 triệu nha. Đây 3 triệu cho mình ạ. Slider 425 CST. Tiếp theo mã số 9. Số 9 thì sẽ có một con cần hai khúc dây trong. Con cần hai khúc dây trong này thì của hãng là Ryobi này, Ryobi hàng Korea nha anh em. Độ dài của cần là 2m4, độ cứng là 80. 80 thì dạng cứng bạo lực rồi. Xuất thị trường Nhật có tem vàng. Thì ngọn con này thì đo cho mình là ngọn 3 ly nha anh em. Ngọn 3 ly. Cái đầu bua xích này. Phôi con này là phôi carbon, tình trạng thì nó xước một xíu thế này. Mấy con này thì mình về luồn dây trong, mình cô ngâm cô đơn hoặc anh em mình nha. Lên khoen vẫn được, tay cầm cán mút bắt vặn Fuji chữ vàng. Đây. Cũng thế này. Cần còn đẹp nha. 2m4 cứng 80, trọng lượng con này là 240g, mã số 9, giá 500.000. Mã số 10. 10 thì sẽ có một con cần dây trong 3 khúc. Con cần dây trong 3 khúc carbon, con này thì độ dài của cần là 3m6, độ cứng 50, phôi hai da nha. Đây. Cứng 50 thì nó sẽ dạng vừa, nó sẽ không cứng mà không mềm lắm, 80 thì dạng bạo lực hơn, còn 30 thì dạng cảm giác nha này. Ngọn con này thì là ngọn 2.6 ly, đầu bu đóng chúng nổ này, đầu bu xích. Khoen đề ba là khoen xứ xám nha. Đây. Tổng thể thế này. 36 cứng 50. Tay cầm cán mút phát đập phát phẳng này. Fuji DPS. Gốc cần thì nó sẽ có một cái dây buộc bảo hiểm thế này. Đây, khoen của mình là khoen xứ xám hết. Thì mình luồn dây nha. Trọng lượng cân được là 370g, mã số 10, giá 500.000. Mã 11 thì có một con cần tay, con này là cần tay rút nha này. Đây con cần tay rút. Con này thì cần ISO đó hạ cần tay cho mình nha, anh em lưu ý. Con này thì của hãng là Suzumi, độ dài của con này là 4m5, độ cứng 2. Cứng 2 thì hạ tay ra cho mình tầm khoảng hiện tại tầm khoảng vào 305h, hàng Korea xuất Nhật này, có mã code và tem vàng. Thì con này tất cả các lóng của mình nha. Đã được cuốn chỉ như này, cuốn chỉ chống nổ. Con này hiện tại nó còn cho là 4m thôi như này. Đã được hạ ngọn xuống cho nó cứng rồi. Nó về tầm khoảng vào 4h cho mình á. Ngọn lớn này, ngọn là 2.5 ly. Lưu ý nha, còn 4m thôi. Con này thì mình độ cứng cao. Hiện tại nó còn là 4h nha. Phôi carbon xoắn vân này, toàn thân. Con này thì kèm cho là 4 lóng thôi. Trong lóng clip của nó còn đẹp ở đây. Đây, cuốn chỉ chống nổ này. Đây. Chỉ chống nổ nha, 4m cho mình. ISO hạ cần tay. Cái chỗ này là cái chỗ mà pad nha anh em. Cái pad tháo ra có dính keo sơ sơ này. Cái này thì mình về mình để cũng được nha, không chả ảnh hưởng gì. Gốc sẽ bị xước sơ sơ thế này. Mã số 11 giá 400.000, 400 nha anh em. Trọng lượng 170g. Còn 4m thôi. Thải cực tay. Mã số 12.
Thế sẽ có một con cừu lua như này, con cừu lua máy ngang 2 khúc, độ dài 1m8, hàng Korea này. Độ cứng con này là M nha. Thông số tại mồi từ 5 đến 21 g, tại cá 8 đến 20 là bao, tầm khoảng 10 kg cá. Đây, tay cầm bằng cán mút nha. Bắt là bắt vặn này Fuji TPS 18 Japan. Dàn khoen Fuji hết này. Đây khoen các bạn là khoen Fuji loại sữa đen nha. Khoen đề ba là khoen ba chân, còn lại là khoen hai chân hết. Ngọn cần tới đó cho mình là ngọn 2 ly nha. Đây ngọn 2 ly nước sơn màu trắng. Lùi lóc lùi chẹm đều được, lùi máy ngang. Trọng lượng cân được là 110 g, mã số 12, giá 400 ngàn. Mã số 13 thì một con cần lưu máy đứng 2 khúc, con này đẹp như này. Con này thì của dòng Ryobi như này, Ryobi máy đứng 2 khúc. Độ dài con này là 1m8, thông số của nó thì bị phai rồi nha. Tất cả dàn khoen con này đều là dàn khoen full xích như này. Đây, dàn khoen full xích nha. Con này thì ngọn của cần á, thì đo cho mình là ngọn tầm khoảng 1.6 ly thôi. Độ cứng con này ra cho mình tầm khoảng UL tới L nha. Con này mềm như này, mềm cho thích là mình lưu suối này. Đây, lưu suối, lưu lóc, lưu chẽm hay mình câu bè, mình câu mực đều được này. Đây, tất cả dàn khoen là dàn khoen full xích hết. 1m8 trong là cảm giác thôi. Bắt là bắt vặn này Fuji TPS 16, tay cầm thì bằng cán mút của dòng Ryobi. Dàn khoen full xích hết. Trọng lượng là 95 g, mã số 13, giá 700 ngàn. 700 nha. Mã số 14 thì có một con cần lưu 2 khúc máy đứng. Con này thì trên đây mình zip biển hay mình câu lưu gần đều được. Đây, con này cứng. Con cần này là cần lưu 2 khúc máy đứng của dòng Mazograp như này. Đây, của dòng Mazograp này. Của dòng Mazograp, dòng Salvara, Sot hoặc Zikin đều được. Độ dài là 10 feet nè, 10 feet là 3 mét như này. Thông số tại 10 mét cho mình là 80 g, PE tầm khoảng từ 1.5 đến 3.5 PE. Mấy con này tại cá tốt, cá rơi cho mình tầm khoảng từ 15 kg độ lại là vừa nha. Dàn khoen cố cần là dàn khoen Fuji, ba chân hết, tay cầm cắn mút, bát con này phát vặn này. Fuji Mazograp chính hãng cho mình luôn. Đây, con này hàng của mình là Việt Nam xuất thị trường Nhật nha. Những dòng Mazograp này thì nó đa số nó chỉ có là China, Việt Nam và nội địa Nhật thôi. Tổng thể thế này, khoen Fuji ba chân hết. Ngọn lớn như này, ngọn cái này là ngọn 3.2 ly. Con này thì độ cứng là độ cứng hát. Cứng hát thì dạng như là gần cứng nhất rồi. Mình lưu gần, lưu lóc, lưu chẽm, dạng lục bình hay mình lưu lóc rừng đều được này. Đây, tính bạo lực nha. Trọng lượng con này thì cân được là 290 g, mã số 14, giá là 2 triệu như này. Đây, 2 triệu cho mình ạ. Mã số 15 thì sẽ có một con cần lưu cắm gốc. Con này cho câu xích, câu biển này. Con cần này là cần cắm gốc của hãng Ryobi, độ dài cần là 2m1 anh em. 2m1 độ cứng hát nha. Cứng hát thì hầu như là dạng như gần cứng nhất cho mình rồi. Thì con này thì 2m1 này, 7 feet, thông số tại 10 mát là 120 g. Con này hàng có là Korea xuất thị trường Nhật nha, có mã code đầy đủ cho mình này. Tem vàng, máy ngang, cắm gốc. Dàn khoen là dàn khoen full xích ba chân hết này. Đây, độ cứng hát là dạng bạo lực như này. Ngọn con này thì đo cho mình sát ở trên này á. Sát trên này là ngọn là 2.8 ly. Đây 2.8 ly nha. Con này thì lưu lóc, lưu chẽm hay mình zip biển được này. Máy ngang như này. Thời gian khoen full xích hết. Độ cứng hát. Cứng hát thì dạng là gần cứng nhất rồi. Nó chỉ thua ít hát cho mình thôi. Rồi tất cả dàn khoen full xích, bắt đập bắt vặn Fuji, Ryobi chính hãng, tay cầm bằng cán mút này. Cần thì còn mới và đẹp. Trọng lượng cân được cho mình là 300 g, mã số 15, giá 1 triệu 600 ngàn. Mã số 16 thì sẽ có một con cần một khúc máy ngang. Đây, con cần một khúc máy ngang nha. Con cần này cần của dòng Pat anh em. Đây, dòng Pat nha. Pat cây dừa này. PMS của dòng Mỹ này. Con này của dòng Mỹ. Con này thì thông số như sau, cần một khúc máy ngang. Độ dài con này là 5 feet, 5 feet là 1.5 m này. 1.5 m. Thông số tại cá từ 1 đến 3 OZ tầm khoảng 90 g tại mồi nha anh em. Còn tại tịnh á, tại tịnh là mát là 2.6 kg. Con này thì nhất hỏng nha. Nhất hỏng là tầm cá 2 kg rưỡi 3 kg anh em nhất bình thường này, tay cầm cán mút. Đây, Dick Fuji Japan cho mình. Thì máy ngang bắt đầu bắt vặn Fuji rồi, dàn khoen của cần thì đều là dàn khoen full xích ba chân hết. Đây, 1.5 m con này độ cứng tầm khoảng độ cứng hát nha. Ngọn con này thì đo là ngọn 2.6 ly. Đây, tổng thể thế này. Mấy cái con này thì một khúc thì đánh cực kỳ tốt rồi. Con này chỉ đem zip biển này, anh em zip biển thoải mái này. Đây, tầm khoảng 100 g. Của dòng Mỹ nha, dòng Pat này của Mỹ này. Trọng lượng cân được là 190 g, mã số 16, giá là 1.200.000. 1.200.000 nha. Mã 17 thì sẽ có một con cần một khúc luôn. Con này thì đánh bạo lực. Con này thì mình câu ngâm câu đáy nha em. Câu ngâm câu đáy, câu mà dạng như câu máy điện á. Con này cứng, bạo lực một khúc này. Con này độ dài của cần thông số như sau. Bị ngược coi. Con này thì cần một khúc, độ dài cần là 1m75 nha em. 1m75, thông số tại mồi từ 30 đến 60 g, tại cá 8-15 là bao. Dạng khoen của cần là dạng khoen Fuji Six này, đây khoen biển nha. Đây khoen vòng cho mình hết.
với 75. Con này thông số nó ghi vậy á, con này tải cá chắc maximum 20-30 kg thoải mái cho mình luôn. Ngọn là ngọn 3.8 ly, đây cái đầu bu xít chống xoắn này. Đây con này thì cực kỳ chắc chắn nha. Độ cứng con này thì mà tính theo cần dít á, cần một khúc á, con này cứng tầm khoảng trên hát này. Đây trên hát cho mình. Cực bạo lực. Tay cầm bằng cán mút này, và phát con này phát vặn nha. Phát vặn bị inox. Đây CMC này. Cần rất ok nha. Mã số 17, trọng lượng là 740 g, giá là 1.200.000. Con này thì cho mình đánh máy điện này, đánh bạo lực nha, câu ngâm câu đáy. Mực nước tầm khoảng 7-80 m này, thoải mái luôn. 1m75 một khúc, 1.200.000. Tiếp theo thì sẽ có một số cần Hechi cho mình câu bè. Đây, câu bè nha. Có cần Hechi này là của hãng Ryobi. Độ dài con này là 2m1. Nó sẽ kèm cho mình là hai ngọn nha, hai ngọn kèm. Một ngọn thì cứng tầm khoảng từ 6-10, một ngọn cứng từ 10-15. Trong hai ngọn thì cảm giác hàng Malaysia nha, xuất thị trường Nhật cho mình. Đây có tem vàng đầy đủ này. Thì Hechi thì nó sẽ có cái cán gỗ cán dẹp. Dàn khoen là dàn khoen Fuji này, xứ đá xám hết. Phát vặn Fuji F6. Con này hai ngọn kèm anh em. Con này thì anh em lưu ý nha, hai ngọn của nó. Thì một ngọn của nó thì tầm khoảng vào 1 ly thôi, còn một ngọn còn lại là 2 ly. Cái ngọn bên này thì nó có quấn cái chỗ này này, quấn cái dạng như là phản quang lên đó. Anh em thích thì về mình tháo ra vẫn được. Cái ngọn này thì nó sẽ bị hụt cho nên nó ngắn hơn một xíu, tầm khoảng 2 phân thôi. Cái ngọn lớn này, ngọn cứng từ 10 đến 15 á. Nói chung hai ngọn thì không khác gì hai cần rồi, cũng không cần thiết lắm. Nhưng mà hụt một xíu nha anh em, không ảnh hưởng gì, khoen Fuji xứ xám hết. 2m1 cứng từ 6-15. Trọng lượng thì cân được một cốc một ngọn là 140 g. Mã số 18, giá 600.000. Trong hai ngọn không khác gì hai cần cho mình rồi. Câu bè nha, câu cá nâu, cá riềng. Tiếp theo thì sẽ có một con cần Hechi 2 khúc luôn. Con này cho mình câu bè này. Đây con cần Hechi 2 khúc. Con cần này thì của dòng Olympic cho em. Đây của hàng Olympic, độ dài cần là 2m1, độ cứng 10. Cứng 10 thì nó thuộc dạng cảm giác thôi. Nội địa Nhật, tem vàng. Thì ngọn con này thì là ngọn đặt ngọn tháp cho em. Ngọn thủy tinh. Ngọn con này thì đo sát cho mình được tầm khoảng chỉ được 1 ly này, 0.9 ly thôi. Dàn khoen Fuji 3 chân, đây lọ xí đá xám hết nha. Đây khoen Fuji 3 chân lọ xí đá xám. Cứng 10 cho mình câu bè, câu cảm giác. Bắt vặn Fuji, bắt gập Fuji F6, gốc sẽ có cán gỗ dẹp cho mình. Trọng lượng cân thì cân được là 140 g, mã số 19, giá 400.000. 400 nha. Câu bè câu ngâm. Mã số 20 thì sẽ có một con cần 2 khúc cho mình câu ngâm câu lăng xê. Con cần này thì 2 khúc có dòng Daiwa, dòng Horolock này. Đây. Độ dài cần là 2m1, độ cứng 30. 30 thì nó dạng mềm, cảm giác không cứng lắm. Dòng carbon wicker. Con này thì phôi cần là phôi hai da toàn thân như này. Đây hai da toàn thân từ gốc tới ngọn nha. Ngọn thì đo cho mình sát trên này á, 2.5 ly. Thế là cho mình câu cảm giác, câu ngâm. Phôi hai da toàn thân này, đây. Từ gốc tới ngọn cho mình, tay cầm thì bằng cán mút. Phát là phát vặn nha. Đây, phát vặn của đây qua chính hãng dòng Horolock này. Đây tổng thể thế này, có tem nội địa cho mình đây. Gốc thì sẽ có một dây buộc bảo hiểm như này. 30 thì dạng vừa thôi. Đây qua. Trọng lượng cân thì cân được á là 290 g, mã số 20, giá 750.000. Rồi tiếp theo thì mã số 21 thì sẽ có một con cần 2 khúc, con này Hechi cho mình có bè luôn. Đây. Con cần này thì của hãng là Ryobi, độ dài là 2m4, độ cứng là 20. Hàng Korea xuất Nhật này. Đây có tem nội địa cho mình đây. Thì con này cứng 20 24 thì nó dạng mềm như này, ngọn con này thì là ngọn đặt ngọn tháp. Ngọn con này thì đo cho mình sát cái này á, ngọn tầm khoảng 1 ly thôi. Rất là mềm. Dàn khoen Fuji 3 chân lợi xí đá xám. Tổng thể thì nước sơn màu đỏ đỏ đen. Đây, hơi cũ xíu như này. Thế giờ mình câu bè, câu ngâm. Bắt gặp Fuji F6. Gốc thì sẽ có cái cán gỗ. Cho nên mình tì tay tốt hơn. Đây, 2m4 cứng 20. Trọng lượng cân được là 160 g. Mã số 21, giá 600 như này. Đây, 600.000 ạ. Mã số 22 thì sẽ có một con là 2 khúc. Con này thì 2 khúc công ngâm lăng xê. Con này thì cần 2 khúc, cần này từ của hãng Alpha nha này. Đây của dòng Alpha Tactical, của dòng Medalist. Độ dài con này là 2m4, hàng có mình là nội địa Nhật nha này. Đây, Made in Japan. Thì con này báo đo tình trạng thế này. Độ dài là 2m4 thì nó bị hụt 2 phân nha này. Tầm khoảng từ 2-3 phân thôi. Nói chung hụt một xíu không ảnh hưởng gì. Dàn khoen Fuji, đây 3 chân lợi xí đá xám. Độ cứng con này thì nó ra cho mình tầm khoảng vào 80 nha này. 80 thì dạng cứng, bạo lực, định cắt ra cắt chim được này. Đây 2m4 cứng 80. Tay cầm cán mút bắt bằng Fuji Alpha Tactical chính hãng cho mình. Tình trạng gốc thì sẽ bị xước sơn thế này. Đây. Cho nên không ảnh hưởng phôi cho mình. Câu ngâm lăng xe, trọng lượng cần là 300 g, mã số 22, giá 600.000. Mã số 23 thì sẽ có một con cần là 3 khúc. Đây con này còn 3 khúc cho mình nha. Con này cũng là của dòng Alpha luôn.
Độ dài con này là 3m3, độ cứng 50 thì dạng vừa, không cứng và không mềm lắm. Con này thì dạng khoen cúc cần thì đều là dạng khoen full xích như này. Đây, dạng khoen cần là dạng khoen full xích nha. Ngọn con này thì ngọn lớn, ngọn 3 ly. Độ cứng 50 thì chuyên dụng, mình công ngâm lăng xê đánh chép vào được. Tình trạng thì bị xước sơ xíu thôi, còn lại thì ok nha. Đây, tổng thể thế này, cần câu đẹp nha. Tay cầm thì bằng cán bút và pad vặn này Fuji Gold, dạng khoen full xích, công ngâm lăng xê đánh chép, ao sông hồ dịch vụ được này. Trọng lượng cân được là 380g, mã số 23, giá con này là giá 900.000. Mã số 24 thì có một con cần là 3 khúc, con này thì chuyên dụng chép gâu ngâm cho mình luôn. Con này thì độ dài của cần là 3m cho nên độ cứng 50 thì dạng vừa, không cứng không mềm lắm. Chỗ này thì dính keo nha. Đây, keo cái này thì mình lau sạch thôi, hàng về chưa có vệ sinh. Trọng lượng cần con này thế 3m nha này, cứng 50, nặng 380g, ngọn 2.8 ly. Đây, cứng 50 thì nó dạng vừa, công ngâm của lăng xê. Đây, tổng thể này có tem đầy đủ nha. Tay cầm bằng cán mút và pad con này bất vặn nha, Fuji chữ vàng, gốc thì sẽ có một cái dây bảo hiểm như thế này. Đây, đầy đủ như này, cùng ngâm lăng xê, 3 khúc 3 mét cứng 50. Trọng lượng cân được là 380g, mã số 24, giá 700.000. Mã 25 thì con này thì bạo lực này, con này thì cực hiếm này. Bạo lực cần này 2 khúc của hãng Ryobi, hàng Korea này. Độ dài của cần này là 2m7, độ cứng là 300 327 thì dạng là bạo lực cho nên siêu bạo lực luôn, cho mình câu biển, câu cá lớn. Korea xuất thị trường Nhật này, có mã code này và tem vàng đầy đủ cho nên tình trạng con này thì hầu như nó còn mới tinh luôn. Đây, rơi cho mình tầm khoảng trên 95%. Ngọn lớn nha, ngọn con này là ngọn 5.2 ly, anh em lưu ý là 5.2 ly. Dạng khoen con này là dạng khoen full xích này, dạng khoen biển, khoen vòm cho mình đây. Đây, cần rất đẹp nha, nước sơn và keo kiết cũng mới tinh luôn. Cứng 300 thì mình câu biển, mình đánh máy điện, đánh sâu được nha. Tay cầm thì bằng cán mút và pái con này bắt vặn nha, Fuji DPS. Đây, tổng thể thế này cực kỳ là chắc chắn nha em. Trọng lượng con này thì cân được là 510g, mã số 25, giá là 2 triệu nha em. 2 triệu cho mình ạ. Thế hợp cho nên mình đi câu biển, anh em Nha Trang, Phú Yên đó, đi câu bộ lực nha, 2 triệu. Cuối cùng thì mã số 26 thì ở đây sẽ có một con cần là 2 khúc. Đây, con cần 2 khúc con này thì của Alpha Tackle này, Alpha Tackle 2 khúc. Con này độ dài của cần là 3m cho nên. Đây, 3m nha, Alpha Tackle. Tất cả dàn khoen của cần đều là dàn khoen full xích 3 chân hết. Con này độ cứng cao, độ dài là 3m, con này ngọn, con này thì đo cho mình xác cho này là ngọn 3 ly. Độ cứng con này rơi cho mình tầm khoảng trên 80, tầm khoảng 80 đến 100. Thì con này thích hợp cho mình đánh cá tra, cá chim, đánh bạo lực này, câu biển như này, nếu có thua được cho mình. Đây, nội địa Nhật nha, tem vàng đầy đủ này. Tay cầm thì được cuốn chỉ này, lên keo. Tay cầm cán mút bắt vặn Fuji. Gốc sẽ có sẵn một dây buộc bảo hiểm ở đây. Nhưng dòng thì khỏi bàn rồi, Fuji Japan như này. 3m cứng tầm khoảng trên 80, dàn khoen full xích. Trọng lượng cần thì cân được là 470g, mã số 26 26 nha, giá là 1.400.000. Rồi, tất cả ở đây thì sẽ có cho mình là 26 mẫu cần, một số máy này, đây, máy câu và cước câu. Thì anh em bấm mẫu nào comment mã số cộng số điện thoại thì em sẽ liên hệ, hoặc là anh em liên hệ trực tiếp nha qua Zalo thì em sẽ chụp hình từng mẫu cần gửi cho mình tham khảo kỹ hơn. Rồi, chúc tất cả anh em một ngày tốt lành, đi câu nhiều cá cho sức khỏe. Hẹn gặp lại lần sau. Có xem được video cho em được đăng ký và thông báo nha. Đây là tiền hàng hóa cập nhật liên tục thì anh em nhận thông báo, mình vào mình tham khảo nhiều mẫu hàng hơn. Rồi, hẹn gặp video lần sau ạ. Chúc tất cả anh em một ngày tốt lành.